có một sinh vật nhấp nháp đang trốn trong chiếc găng tay, nhưng người đàn ông này lại không hề hay biết mà đeo chiếc găng tay vào. Ngay lúc ông cầm vào cái hộp trên bàn, chuẩn bị mở nắp hộp, trong chiếc găng tay hình như có thứ gì đó cắn ông một nhát. Cơn đau nhói làm ông muốn cởi chiếc găng tay ra, nhưng dù ông dùng lực mạnh đến cỡ nào cũng không thể tháo chiếc găng tay ra được. Tuyệt vọng, ông đập mạnh tay vào bàn, cố gắng đập chết thứ ở trong găng tay, nhất thời không cẩn thận làm rơi hai chiếc bình đựng hóa chất xuống đất, nhưng không có hiệu quả gì. Lúc này, ông nhìn thấy trên kệ hoa có chiếc kéo lớn, nên muốn lấy chiếc kéo cắt găng tay ra. Nhưng tay đã bị đâm chảy cả máu mà găng tay vẫn chưa cắt ra được. Nỗi đau dữ dội khiến người đàn ông vô cùng đau khổ, bám vào kệ hoa mới có thể giúp ông đứng vững. Nhưng kệ hoa không chống đỡ nổi trọng lượng của ông nên đã đổ xuống. Thứ bên trong găng tay vẫn tiếp tục cắn ông. Vì quá hoảng loạn, ông cầm cái rìu dưới đất, hướng về bàn tay mình mà bổ xuống. Tiếng hét của ông khiến cho người vợ trong nhà chú ý. Người vợ mau chóng ra ngoài kiểm tra, nhưng khung cảnh trước mắt đã khiến cho bà vô cùng sợ hãi. Đúng vào lúc này, lọ hóa chất đổ ra đã ăn mòn dây điện, điện bị rò rỉ cháy đến can xăng bên cạnh. Một vụ nổ lớn thổi bay cả một góc nhà, hai vợ chồng cũng đi xuống suối vàng. Một bên khác, một đôi tình nhân đang trên thuyền câu cá, chân của chàng trai bị thứ gì đó dưới nước cắn một cái, sau đó thì bị lôi đi. Cô bạn gái trên thuyền tưởng bạn trai mình đang giả vờ nên chẳng quá quan tâm, nhưng đến khi trông thấy một tràn máu phun ra. Đến tối, một người đàn ông say rượu lảo đảo trở về nhà. Chú chó bên cạnh cứ hướng vào nhà sủa dữ dội, không muốn vào trong, dường như nó cảm nhận được bên trong có thứ gì đó. Người đàn ông say rượu lớn tiếng mắng chú chó, rồi bỏ lại chú chó ngoài cửa, một mình đi vào nhà. Cuối cùng, vừa thả mình lên sofa, người đàn ông liền hét lên đầy thảm thiết. No, 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 một loạt những cái chết kỳ lạ trong thị trấn đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Mike, cảnh sát phụ trách đến nhà người đàn ông say rượu, phát hiện trên sofa chỉ còn lại bộ xương, mà trên mặt đất lại có rất nhiều thứ chất nhờn kỳ lạ. Với kinh nghiệm phá án nhiều năm, Mike liền đi theo thứ chất nhờn đó đến một tầng hầm, nhưng bên dưới, ngoài chất thải sinh hoạt hàng ngày ra thì không phát hiện được gì cả. Không thể làm gì, anh chỉ có thể về nhà. Nhưng ở trong vườn hoa nhà anh, Mike bất ngờ tìm thấy chất nhờn giống hệt trong ngôi nhà của người đàn ông say rượu, mà bên cạnh chất nhầy ấy còn có vài con sên màu đen. Mike và vợ chưa từng nhìn thấy loại sên như vậy, anh đưa tay ra kiểm tra. Không ngờ con sên kỳ lạ này lại có răng, nó hung hăng cắn anh, vậy nên anh phải lấy một cái xẻng nhỏ, xúc một con sên bỏ vào trong bình, nhanh chóng đưa nó đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Người phụ trách nghiên cứu vào đầu bứt tóc, không hiểu sao loại sên này lại có răng và hung hăng đến như vậy. Một người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng, mà cô không hề hay biết sự có mặt của một con sên ở trong bắp rau. Sau khi cắt nó ra thành nhiều mảnh, nó đã biến thành món ăn cho người chồng vừa đi làm về. Sau bữa ăn, người chồng ngồi nghỉ ngơi trên sofa, nhưng bụng anh ta đột nhiên đau một cách kỳ lạ. Thấy vậy, người vợ liền vội vàng hỏi thăm, còn chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ. Nhưng người chồng lại nghĩ, chỉ là cơn đau bụng bình thường thôi, nên đã cản người vợ lại. Sáng hôm sau, người chồng sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy đau đầu, nhưng hôm nay lại có một cuộc hẹn quan trọng, anh cũng chỉ đành uống vài viên thuốc giảm đau. Lúc anh ta tham gia buổi tiệc, tinh thần rất uể oải. Anh vội giải thích với khách hàng rằng đêm qua anh ta không ngủ ngon, khách hàng cũng chả mấy để ý. Nhưng khi anh nhấc ly rượu lên, trong bụng lại đau lên dữ dội. Vì để không làm ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn với khách hàng, anh ta vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vậy mà lúc này lại thấy có máu từ mũi chảy ra. Anh ta vội dùng giấy lau sạch máu mũi rồi nhanh chóng quay lại bàn tiệc. Cuối cùng, vừa cầm lấy ly rượu, chuẩn bị làm một hơi hết sạch thì mũi lại tiếp tục chảy máu. Ngay lập tức, anh ta không thể kiểm soát được bản thân nữa, giống như người điên vậy, ngã gục xuống đất gào thét. Những người ở đó còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu của người đàn ông đột nhiên vỡ tung, vô số con sên bò ra ngoài, cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường. Mike đến phòng nghiên cứu để xem kết quả, mà kết quả khiến người ta phải kinh ngạc. Hóa ra, đây là một loại sên đột biến kỳ lạ. Không những có răng và rất hung hăng, chúng còn mang trong mình một lượng lớn các bệnh ký sinh. Khi vào trong cơ thể con người, chúng sẽ sinh sản với tốc độ chóng mặt. Cho đến khi toàn bộ cơ thể người nhiễm bệnh bị xâm chiếm hoàn toàn, chúng sẽ chui ra khỏi cơ thể ấy và bắt đầu một vòng đời mới. Mà càng đáng sợ hơn là, chúng đang thông qua đường ống dẫn nước để lèn vào trong nhà dân. Mà lúc này, vợ của Mike cũng gọi điện thoại cho anh, nói có rất nhiều sên trong bồn rửa chén ở nhà. Nghe xong, Mike liền tức tốc chạy về nhà. Nhìn thấy lũ sên trong bồn, Mike mới nhận ra nỗi kinh hoàng thực sự của lũ sên này. Anh nhanh chóng đến bên cục vệ sinh, nói với ông rằng có một loại động vật vô cùng đáng sợ đang xâm nhập hệ thống nước của cả thị trấn. Phải đóng hệ thống dẫn nước lại, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến mọi người. Cục trưởng cảm thấy anh chỉ đang nói những chuyện vớ vẩn. Nếu đóng hệ thống nước lại, cuộc sống của cư dân toàn thị trấn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc ấy, tất cả mọi người đều sẽ đến tìm ông. Ông tức giận đuổi anh ra ngoài, rồi ngồi ăn bánh mì một cách nhàn nhã. Nhưng ông không hay biết rằng, ông sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Vì lúc này, những con sên đáng sợ ấy đã xâm nhập vào bồn vệ sinh trong phòng làm việc của ông. Chẳng được bao lâu, cô thư ký vào trong báo cáo công việc thì không nhìn thấy cục trưởng đâu, nhưng lại nghe thấy âm thanh bất thường từ nhà vệ sinh.
cô cẩn thận đi kiểm tra, thì cảnh tượng trước mắt khiến cô thét lên kinh hoàng. Ông cục trưởng đã tiêu đời, đang bị một đám sen gặm nhấm cơ thể. Một bên khác, ở phòng nghiên cứu, người phụ trách đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể giết được loại sen đột biến này. Nhưng bây giờ, chúng đã lan ra khắp thị trấn, làm thế nào để có thể giết hết chúng một lượt đây? Đây là câu hỏi khó mà họ phải giải đáp. Lúc này, một công nhân hệ thống nước đang xử lý đường ống. Anh bỗng phát hiện một thứ sinh vật không xác định, đang ăn mòn hệ thống cống rãnh. Mà lúc này, Mike dựa theo tập tính của các loài sen, chúng rất thích những nơi ẩm ướt và u tối, mà ống cống rất có thể là nhà của chúng. Vậy là họ quyết định xuống đường ống nước để tìm hang ổ của lũ sen, mang theo loại thuốc mới để tiêu diệt chúng. Quyết định xong kế hoạch, bọn họ liền bắt tay vào hành động. Mike và anh công nhân phụ trách tìm ổ của chúng, ông ở phòng nghiên cứu thì ở bên trên hỗ trợ. Nhưng khi vừa bước xuống, họ đã bị một đám sen cản đường. Mike liền nảy lên một ý, anh cắt đứt một đường dây điện, một luồng điện lớn đi qua người lũ sen, thế là hai người đã có thể tiếp tục đi tiếp. Và cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra ổ của chúng. Anh cảnh sát ném thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào trong bể, nhằm thu hút đám sen tập trung lại đây, sau đó họ thông báo cho anh đeo kính kéo họ lên. Nhưng ánh mắt kính cứ mải mê cạy nắp cống nên không nghe được bộ đàm. Không nhận được hồi âm, hai người họ chỉ có thể tìm cách khác. Họ tìm được một chiếc cửa sắt, anh công nhân dùng lực mở ra nhưng bị một lượng nước cực mạnh tuôn ra đẩy anh vào trong chiếc bể chứa, mà bể chứa đã tràn ngập những con sen. Mike thấy vậy vội vàng đưa tay ra cứu, nhưng cự ly quá xa, không thể với tới được. Mike nhanh chóng leo lên phía trên anh công nhân, nhưng lúc này lượng sen thực sự quá nhiều, Mike dùng hết sức cũng không thể kéo anh ta lên được. Hết cách, Mike chỉ đành bỏ lại anh ta, nhanh chóng leo lên trên thoát khỏi đường ống. Họ lấy toàn bộ số thuốc đó đổ xuống đường ống. Một vụ nổ lớn vang lên, từ từ lan dọc theo toàn bộ đường cống. Vô số nắp cống bị thổi bay, một vài căn nhà cũng nổ tan tành, mà tất cả lũ sen đều đã bị quét sạch, thảm họa do chúng gây ra cũng kết thúc. Đây là một bộ phim cũ từ hơn 30 năm trước. Lũ sen trong phim dày đặc, các cảnh kinh hoàng xuất hiện nhiều lần, làm cho người xem phải ngứa hết cả da đầu. Nếu các bạn thấy hay thì có thể tìm bản full để xem thêm nhé. Còn giờ thì, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.